Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Bút. Hôm nay chúng mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Bé học cách xin trợ giúp. Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách truyện tranh song ngữ Việt Anh dành cho trẻ em, dạy bé biết cách tự tin nhờ người khác giúp đỡ khi cần. Bé học cách xin trợ giúp. Jackie vừa mới biết bay, bạn ấy vui lắm. Jackie bay tới bay lui khắp nơi. Khu rừng này quả là tuyệt đẹp. Yeah, thật tuyệt khi được phiêu lưu. Và ô kìa, Jackie vô tình bay đi quá xa rồi. Mình phải về nhà sớm thôi, mẹ hẳn là đang đi tìm mình. Nhưng ôi không, Jackie quên mất đường về nhà rồi. Ngay lập tức, Jackie cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mình nên làm gì đây? Nếu mình không thể trở về nhà thì sao nhỉ? Jackie tưởng tượng ra những điều tồi tệ. Không, mình phải làm gì đó thôi. Jackie gặp Bonnie. Cậu ấy hít sâu một hơi và thu hết can đảm. Xin lỗi, tớ bị lạc đường, cậu có thể giúp tớ trở về nhà được không? Nhưng thật không may, Bonnie chẳng biết nhà của Jackie ở đâu cả. Jackie cảm thấy buồn bã. Bạn ấy tiếp tục bay. Jackie gặp Gogo. Toàn thân Jackie đang rung lên. Nhưng Jackie can đảm và thử hỏi. Thật không may, Gogo không biết nhà của Jackie. Có lẽ là Zepa biết đấy. Jackie bay đến chỗ Zepa và nhờ cậu ấy giúp đỡ. Ở đằng kia kìa. Nhờ mạnh dạn hỏi han, Jackie đã có thể về nhà rồi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Bút nhé.